Ngày 31 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú tổ chức tập huấn kiến thức hạch toán kinh doanh cho trên 8 hội viên phụ nữ đồng bào dân tộc Chăm thuộc hai xã Nhân Hội và Vĩnh Trường, huyện Phú. Tại đây, bà Nguyễn Thị Quyến, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang đã tuyên truyền, phổ biến các kiến thức, kỹ năng cơ bản về quản lý tài chính, thu nhập gia đình, cách thức cân đối thu chi và tích lũy hợp lý cho các khoản sinh hoạt phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình, cung cấp kiến thức thị trường, các kênh thông tin hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh. Đây là hoạt động thuộc dự án 8, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em năm 2023. Thông qua buổi tập huấn nhằm nâng cao kiến thức cho hội viên phụ nữ trong chi tiêu, hạch toán kinh doanh, góp phần tăng thu nhập, phát triển kinh tế hộ gia đình trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời khuyến khích hội viên phụ nữ tự tin khởi nghiệp, kinh doanh nâng cao đời sống.